trong bữa tiệc lần trước mặc dù chu lão gia nói có thể giúp tập đoàn lục thị nhưng yêu cầu của ông ta quá rồi vẫn phải xem chu mặt hòa giải thế nào tin đã lâu không gặp lục kinh yến nghe nói dạo gần đây cô không yên ổn đây chắc là quả báo của cô ha 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 quả báo cỡ này sao có thể đủ được vậy nên tôi sẽ cho cô một bất ngờ qua chuyển phát id này sao lại xuất hiện nữa vậy hơn nữa anh ta nói sẽ gửi qua chuyển phát, lẽ nào định đưa cho mình thứ gì kỳ lạ sao? Lục tổng, ở đây có một đơn hàng cần cô ký nhận. A a a. Bây giờ giảng mạc đang nằm trong tay tôi, không muốn cô ta chết thì ba ngày sau, lúc 2 giờ chiều một mình đến nơi này. Nhớ kỹ, là một mình cô, cô mà dám gọi cảnh sát hoặc mang theo người khác, tôi sẽ giết cô ta. Cô biết rồi đấy, tôi vốn là một kẻ liều mạng. Địa chỉ, số 20, tập 20, đường Bích Thanh. Đúng là tên điên. Anh ta thế mà dám làm như thế lần nữa, bắt cóc giãn mạc để đe dọa mình. Sao, cô có bất ngờ với món quà không? Rốt cuộc anh định làm gì? Nếu mục tiêu của anh là tôi thì tại sao anh lại bắt cóc giảng mạc? Từ đầu đến cuối, anh sử dụng những chuyện trong quá khứ để gây ảnh hưởng tôi quấy rối tôi, thì anh đạt được cái gì chứ? Chơi như vậy vui lắm sao? Ha ha tất nhiên, nhìn dáng vẻ em tức giận và xấu xí vì tôi, thì tôi rất hứng thú. Ba ngày sau, chúng ta gặp lại. Đúng là tên điên mà. Thịnh tiễn, thịnh tiễn người đàn ông bí ẩn thường xuyên quấy rối em bằng tin nhắn riêng đã bắt cóc giãn mạc còn bảo em gặp riêng anh ta vào 3 ngày sau bệnh viện đã nói cho tôi biết lý do giãn mạc biến mất em đừng sợ chúng ta gặp rồi nói được đến nhà em đi lục tổng hợp đồng này cần cô ký hôm nay tôi có chuyện gấp những chuyện không quan trọng thì để phòng tài vụ xử lý đi vâng lục tổng Yến, em có nghĩ hành vi của người này rất phi logic không? Mặc dù năm đó em đã cung cấp một số thông tin bất lợi chống lại anh ta cho cảnh sát nhưng cuối cùng anh ta cũng không bị bắt. Hiện tại, hắn bắt cóc con tin về chuyển phát nhanh để lại manh mối dễ dàng như vậy, không những không có lợi cho việc che giấu mà còn có thể vạch trần tung tích của hắn. Em có bao giờ nghĩ người này có thể là người mà em biết chưa? Giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn nên anh ta vẫn tiếp tục nhắm vào em. Em chỉ nhớ người đó rất cao, rất gầy, không nói câu nào cứ như người câm vậy. Những cái khác thì em không nhớ nên em không chắc mình có quen hắn ta không. Không sao đâu. Chuyện này chúng ta vẫn nên báo cảnh sát thì hơn. Chỉ cần em đến gặp anh ta, chắc chắn anh ta sẽ gây bất lợi với em. Chúng ta thông báo cho cảnh sát để họ chuẩn bị trước. Nhưng giảng mặt vẫn còn trong tay anh ta nếu đánh rắn động cỏ liệu anh ta có làm chuyện cực đoan không đừng lo lắng anh sẽ không để điều đó xảy ra chu mạc sao cậu lại đến đây nghe nói hôm nay em vội vàng rời khỏi công ty tôi tưởng có chuyện gì đó ồ luật sư thịnh cũng đến à vào đi để anh đi dọn nhưng thứ đó, a à, yến có phải tôi đến không đúng lúc không? vừa nãy hai người đang nói chuyện gì?